Xin chào anh em, trên mặt bàn của em đây là chiếc đây là bộ vỏ Vertu vàng khối. Bộ vỏ này gồm có khoảng 200 chi tiết nhỏ li ti được lắp ráp phức tạp lại với nhau. Nếu mà anh em đang dùng chiếc điện thoại Vertu Signature S bản chính hãng, bản màu thép hoặc màu đen mà dùng lâu cũ rồi mà mong muốn đổi lên chiếc vỏ vàng khối thì anh em có thể liên hệ với em để mua bộ vỏ vàng khối này về và lắp vào điện thoại của anh em. Ở hãng thì người ta đang bán chiếc điện thoại Vertu Signature S vàng khối 18K giá đâu đó khoảng 700 triệu đồng. Tuy nhiên là anh em đã có sẵn điện thoại cũ rồi, cộng mua thêm bộ vỏ vàng khối này giá 110 triệu đồng thôi, thì anh em đã có thể có một chiếc điện thoại mới đẳng cấp tương đương với cả chiếc điện thoại Vertu 700 triệu đồng. Anh em lưu ý chứ cái bộ vỏ vàng khối này em chỉ lắp cho chiếc điện thoại Vertu chính hãng thôi nhá, bởi vì em không lắp cho điện thoại Vertu fake đâu, bởi vì là lắp cái bộ vàng khối này cho Vertu fake thì nó phí ra, bởi cái bộ vỏ này cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp, lắp cho bộ fake nó phí cả bộ vỏ này ra. Anh em nào đã có điện thoại Vertu chính hãng rồi muốn lên vỏ vàng khối thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886.